Dạ, con thưa sư, con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Chùa Phúc Minh có nhận thiền sinh là tôn giáo bạn không ạ? Chùa Phúc Minh có nhận tất cả những ai có tâm hành thiền, không phân biệt tôn giáo, không phân biệt hệ phái, không phân biệt bất cứ một hạng người nào, bất cứ ai có tâm hành thiền, muốn hành thiền, muốn học pháp thiền thì đều nhận mọi người đến để thực hành. Dù là các vị là tôn giáo bạn, vẫn được tôn trọng cái tín ngưỡng của các vị ấy và vẫn hành thiền bình đẳng như tất cả mọi người khác. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Pháp Đạo. Trong Kinh Trường Bộ, Đức Phật có nói ngồi kiết già nhưng mình ngồi bán già có được không ạ? Tại khi con ngồi bán già, thân khó định quá, nhưng bớt đau hơn. Nếu con cứ chịu đau, kiên trì ngồi kiết già thì có tốt không ạ? Và an trú chánh niệm trước mặt là như thế nào ạ? Với cái tư thế ngồi trong kinh thì Đức luôn luôn Đức Phật nói là vị ấy ngồi kiết già nương thẳng và không bao giờ Đức Phật dùng đến câu ngồi bán già cả. Nhưng mà mình không nên chấp vào từng lời trong kinh như vậy. Thì khi mà Đức Phật nói đến cái từ đấy nó mang cái tính là phổ thông, chung chung cho một cái người ngồi thiền, ngồi như đã ngồi khoanh chân lại giữ nương thẳng độ thẳng. Thì mình có thể gọi là kiết già hay bán già, nó chỉ là cái cách gọi mà thôi. Nghĩa là vị ấy ngồi trang nghiêm tề chỉnh để mà hành thiền một cách nghiêm túc là được rồi. Còn cái thế ngồi thì không quan trọng. Ngồi kiết già cũng vậy mà bán già cũng vậy, hai chân bằng nhau cũng vậy. Đều như nhau hết, nó không quan trọng ở cái thế ngồi ấy. Mà nó quan trọng ở cái sự thực hành, cái chánh niệm ấy, cái chú tâm ấy. Vị ấy chánh niệm trước mặt, để niệm trước mặt. Chánh niệm vị ấy thở vào, chánh niệm vị ấy thở ra. Vì khi mà thực hành thiền hơi thở thì vị ấy cần phải hướng tâm lên trước mặt, chứ vị ấy không được đưa tâm đến các cái vị trí khác, như là không được đưa tâm lên đầu, không được đưa tâm xuống dưới thân. Khi mà vị ấy thực hành quán về 32 thể trược cơ thì vị ấy có thể quán tất cả các cái thân Phật ở trên thân mình, hay quán tứ đại thì ở trên thân mình, nhưng quán hơi thở thì cái hơi thở nó ở trước mặt, hơi thở nó không ở một chỗ nào khác. Vị ấy muốn thực hành thiền hơi thở, vị ấy phải ngồi kiết già nương thẳng để niệm trước mặt, tức là cái tâm, cái ý thức của mình hướng về trước cửa mũi, thì đó là trước mặt mình. Thì vị ấy giữ cái chánh niệm tỉnh giác và nhận biết cái hơi thở đi vào đi ra, vì cái hơi thở nó ở trước mặt chứ nó không ở chỗ nào khác. Cái phòng xẹp ở dưới bụng ấy là phong đại, là gió, không phải là hơi thở. Vị ấy đưa tâm vào trong người mình, nó sẽ bắt vào cái tính gió, nó không phải hơi thở. Chỉ có để tâm ở trước mặt, ở gần cửa mũi, nó mới là hơi thở. Thì vậy nên Đức Phật nói là để niệm trước mặt rồi thì ấy nhận biết hơi thở báo ra là vậy. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Một thiền sinh tu tập tốt thì trong thời gian bao lâu thì thực hành được hết các pháp thiền do sư hướng dẫn ạ? Một vị mà tu tập tốt, nhưng mà tốt thì nó có nhiều mức độ. Nếu mà vị ấy có thể có được định nhanh chóng, như là có nimitta hay có ánh sáng, hay là vào được an chỉ định, hay là vào được sơ thiền ấy, từ lúc đấy mà đi thì mới có thể tính về thời gian được. Còn nếu như mà một cái người mà đang thực hành thiền hơi thở mà trong bao lâu vị ấy mới đắc định thì cái này nó không có giới hạn về thời gian. Có thể là vị ấy một ngày cũng đắc định, có thể là 10 ngày, có thể là cả 100 ngày, có thể cả năm, nhiều năm vị ấy mới đắc định. Khi đắc định rồi, có nimitta rồi, trong bao lâu thì vị ấy có thể vào được sơ thiền, thì cái này nó cũng tùy từng người. Có người đắc nhanh tiến chậm, có người tiến nhanh đắc chậm, người tiến nhanh đắc nhanh, có người tiến chậm đắc chậm. Cho nên là cái thời gian ấy cũng không cố định, có thể rất nhanh nhưng cũng có thể rất lâu. Còn khi mà vị ấy bắt đầu tiến bộ hơn nữa, vào được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền rồi, thì từ giai đoạn đấy mà đi thì vị ấy sẽ tiến bộ nhanh. Có thể trong 1 năm, 2 năm, nếu mà nhanh, vị ấy có thể đi hết được các pháp thiền định và các pháp thiền tuệ, 40 đề mục thiền định hay là các cái pháp về thiền tuệ Vipassana. Có thể là 3 năm, 4 năm, 5 năm, 6 năm, chắc là lâu nhất thì đến 7 năm là hết. Thì trong khoảng thời gian đấy thôi, như trong kinh niệm xứ Đức Phật nói, vị ấy có thể thực hành 1 ngày đến 7 ngày, 1 tháng đến 7 tháng, 1 năm đến 7 năm.
Thì đấy là cái quá trình tu tập, có người nhanh, người chậm. Người nhanh thì 5, người chậm nhất thì chắc 7 năm thì mới xong. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Quỳnh Trang. Con muốn bắt đầu tập hành thiền thì con phải bắt đầu từ đâu và nên làm thế nào ạ? Bắt đầu hành thiền thì mình phải tập một cái pháp thiền. Nó có rất nhiều pháp thiền mà mình hãy cần phải tìm một cái vị nào đó có thể hướng dẫn. Nếu mình chưa biết bắt đầu từ đâu thì mình cần phải nhờ một vị nào đó và xin thầy dạy cho con một pháp thiền. Rồi khi mình đã thọ trì rồi thì hãy thực hành theo cái sự chỉ dạy của đó. Thì có ví dụ như bắt đầu mình thực hành với thiền hơi thở thì mình cần phải có thời gian để thực hành. Bắt đầu ấy, thì mình cần phải thay đổi cái thói quen sinh hoạt của mình hàng ngày. Nhưng mà mình phải có cái sự thận trọng trong việc giữ giới nhiều hơn, trong việc hộ trì các căn nhiều hơn, dứt bỏ đi những cái ham vui ở đời như là xem ca nhạc, múa hát, nói chuyện phiếm. Đấy là hay là tụ tập với những cái bạn bè xấu, hay là chơi những cái trò chơi náo loạn ở thế gian, cần phải dứt bỏ những cái đấy đi. Rồi vì rồi mình cần phải sống, tập sống ở một cái nơi yên tĩnh, như là có một cái tịnh thất riêng, có một cái chú xứ ít tiếng ồn, và hàng ngày phải có thời gian để mình thực hành công phu cái pháp thiền ấy. Ngồi kiết già đứng thẳng để niệm trước mặt, chánh niệm về hơi thở vào, nhận biết hơi thở ra. Rồi mình cứ biết hơi thở vào ra ở ngay trước cửa mũi ấy, và cứ duy trì cái sự nhận biết hơi thở vừa phải, nhẹ nhàng, tự nhiên, đều đặn như vậy trong vòng một thời, một tiếng, hai tiếng, ba tiếng tùy theo. Một ngày có thể ngồi một lần, hai lần, ba lần, bốn lần tùy theo cái thời gian của mình. Rồi tập như thế cho đến khi nào nó định tĩnh thì thôi. Và trong cái lúc tập ấy thì mình thấy có cái dấu hiệu định tĩnh gì thì mình cần phải trình pháp tiếp. Chứ ngay một lúc mà có thể học được hết cả một cái lộ trình thì sẽ không khó lắm. Vậy nên là cái thực hành đến đâu thì cần phải học hỏi đến đấy. Rồi sau đó thì cứ tuần tự thực hành. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Sư có nhận xuất gia gieo duyên mùa hè này cho các cháu học sinh không ạ? Độ tuổi nào thì được ạ? Nếu như mà có các bạn nào muốn xuất gia gieo duyên, hay là các bạn học sinh mà được nghỉ hè muốn đến xuất gia gieo duyên, thì sư có nhận, sư hoan hỷ đón nhận và sư sẽ xuất gia gieo duyên cho trong khoảng thời gian 1 tháng hoặc 2 tháng hoặc 3 tháng đều được hết. Thì nhưng mà yêu cầu là phải có cái tâm muốn xuất gia và chấp nhận những cái nội quy, những quy định ở trong chùa, và nó sẽ rất là nhiều những cái thói quen sinh hoạt của các vị thanh thiếu niên, không biết có phù hợp hay không. Nhưng là khi mà đã sinh hoạt ở trong hội chúng, trong cái môi trường tu tập, ở đây là môi trường thiền, ngôi chùa chuyên tâm hành thiền, đòi hỏi cái sự im lặng thánh thiện rất là cao. Và muốn xuất gia gieo duyên thì phải học 10 giới của sa di ấy, và phải có học những cái luật nghi, những cái phép tắc của sa di. Nếu mà ai mà có thể giữ được những cái giới hạnh nhé, như là khi thọ sa di rồi mình sẽ không được năng xăng chạy nhảy, không được nói to, mà hàng ngày phải ngồi thiền, phải học pháp, và có cái thói quen rất là khó nữa, đó là không ăn phi thời, không ăn buổi chiều, thì ăn buổi sáng, buổi trưa, đấy là, và không dùng điện thoại, ở riêng biệt một mình. Và với cái độ tuổi nào mà có thể tự chủ, tự no được cho bản thân mình ấy, tức là vị ấy có thể tự tắm giặt được, có thể ở một mình mà không sợ tối được ấy, thì được chấp nhận. Ví dụ như cấp 2 trở lên thì được, cấp 2, cấp 3 sinh viên đại học trở lên thì chắc là được, còn nhỏ quá thì khó. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Khang Hữu. Con có thể dùng cà phê để hạn chế hôn trầm khi hành thiền và đeo khẩu trang để ghi nhận hơi thở không ạ?
dùng cà phê cho nó tỉnh táo thì được không sao, nhưng mà nó tùy theo mình, mà uống cà phê nó không có hại gì cho sức khỏe. Uống trà uống cà phê cho nó tỉnh táo, nó không hại cho sức khỏe thì được. Đấy, không có vấn đề gì. Còn khi quan sát hơi thở nó, hơi thở nó vào ra nó sẽ có cái làn gió mát mát nó chạm vào cái da ở cánh mũi, cái da ở mũi trên ở chóp mũi. Và mình không nên nhận biết nó bằng cái gió khi mà nó thổi lên trên mặt hay là các vị trí khác. Nhất là khi đeo khẩu trang thì mình thấy hơi thở nó sẽ ở bên trong cái khẩu trang đấy, và khi nó ra khỏi ba cái vị trí nó trở thành gió. Nó có thể chứ nó có thể không còn là hơi thở nữa. Vì vậy cho nên không nên đeo khẩu trang. Cứ để cho hơi thở tự nhiên, và mình cứ để tâm sát lên cái cánh mũi, mình sẽ thấy được hơi thở vào ra. Không cần phải quá rõ ràng, chỉ cần biết hơi thở vào ra một cách lơ mơ thôi, nhẹ nhàng tự nhiên vậy là đủ rồi. Không cần phải rõ ràng quá, rõ ràng quá cũng không tốt. Nên là cứ để tự nhiên thì tốt hơn. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Tham, sân, si là bản tính của con người sinh ra đã có rồi. Tại sao đạo Phật lại coi nó là xấu? Tại sao phải đoạn trừ nó ạ? Tham sân si sinh ra nó đã có rồi, bởi vì nó nguy hiểm, bởi vì cái tham sân si ấy nó hại mình, hại người, làm khổ mình, làm khổ người. Từ tham sân si ấy người ta có thể làm những việc xấu xa, tội lỗi, bất thiện, khổ đau. Giống như con rắn, nó sinh ra nó đã có nọc độc rồi. Mình thấy con rắn nó sinh ra có nọc độc rồi. Mình sẽ thấy nó rất là nguy hiểm, đáng sợ và nó cần phải được diệt trừ. Thực ra thì cái tánh tham sân si nó không phải là do cha mẹ sinh ra, mà nó do cái tập, do cái sự, do cái môi trường, do cái văn hóa của con người. Như là cái người nào khi mà được sinh ra ở trong một cái gia đình mà có văn hóa, có đạo đức, có được cái sự giáo dục tốt thì cái tham sân si đấy nó ít khởi lên, nó ít sinh ra. Còn nếu như một cái người nào sinh ra ở trong một cái môi trường tồi tệ, xấu xa, cha mẹ là những người đạo đức thấp, văn hóa thấp, cũng sân hận lớn, tham sân si nhiều, thì hay bộc lộ cái tánh tham sân si đấy, thì con trẻ bắt đầu nó mới bắt chước, bắt đầu nó mới tham sân si theo. Chứ không phải là sinh ra mà đã tham sân si, sinh ra thì nó tiềm ẩn tham sân si thôi, chứ tham sân si khi nó có cơ hội nó mới khởi lên. Vậy nên là với một cái người mà được giáo dục nhiều, về thấy được cái sự nguy hiểm, sự thoát ly khỏi tham sân si này, và vị ấy hành trì theo, thấy tham sân si là xấu xa, là nguy hiểm, thì vị ấy sẽ đoạn trừ nó đi. Thì vị ấy có cái pháp của Đức Phật là pháp có thể đi đến ni tham, đi đến ni sân, đi đến đoạn trừ được những si mê tà kiến đi. Và cái điều đó sẽ làm, nếu cái vị ấy đoạn trừ đi thì vị ấy sẽ đạt được cái sự hạnh phúc, cái sự lợi ích, sự tấn hóa, sự an vui lâu dài, vì cái sự lợi lạc của cái việc đoạn trừ tham sân si như vậy. Cho nên giáo pháp của Đức Phật chỉ chú trọng hướng đến đoạn trừ tham sân si mà thôi. Chứ sinh ra nó đang có mà mình cứ để như vậy thì rất là nguy hiểm. Vậy nên mình phải chấp nhận rằng tham sân si là xấu xa, là nguy hiểm, và nên tu tập học pháp của Đức Phật, thực hành theo pháp của Đức Phật để đoạn trừ nó đi, thì mình sẽ được an vui, lợi lạc, lợi ích. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hải Đăng. Khi con giữ chánh niệm cả ngày, thì với thiện nghiệp cả ngày con tạo như vậy, con lên nguyện vài tiếng một lần hay đến cuối ngày mới phát nguyện để được thành tựu nhất ạ? Thực hành nhiều nhưng mà nguyện thì nguyện ít thôi, một ngày chỉ nguyện 1 đến 2 lần là được rồi. Thực ra cái tâm nguyện của mình lúc nào nó cũng tiềm ẩn sẵn ở trong mình. Có những lúc mình phát nguyện thành lời, có những lúc cái tâm, cái lời, cái chí nguyện của mình ấy, thì nó luôn luôn túc trực ở trong tâm. Đó là cái ước muốn, là mong cầu, là cái nguyện vọng của mình. Nó không cần phải được bộc lộ ra một cách quá là nghiêm túc, quá là mạnh, là rõ ràng cụ thể. Nhưng cái người có cái ước nguyện đấy, ví dụ như cái người có ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn, thì khi vị ấy làm cái gì, vị đấy cũng hướng đến cái sự chứng ngộ Niết Bàn ấy,
vị ấy học pháp, vị giữ giới, vị ấy hành thiền, vị ấy bố thí, vị ấy cung kính lễ Phật tụng kinh, vị ấy luôn luôn có cái biết rằng là cái mục đích của mình thực hành những điều này, làm những cái việc này là để thành tựu những cái sự giác ngộ giải thoát niết bàn này. Và lúc nào vị ấy cũng sẽ hiểu được điều đó, biết được điều đó. Vậy cái nguyện ấy có người cái nguyện nó sâu, nó mạnh rồi, nó thể nhập với tâm của mình ấy, không cần phải phát khởi lên, thì nó cũng luôn luôn có, luôn luôn hiện khởi, luôn luôn an trú ở trong mình. Nhưng cũng có người thì cái nguyện đấy nó mơ hồ, nó nơ mơ, nó không rõ ràng, thì mình có thể phát nguyện sau những cái giờ lễ Phật tụng kinh, rồi mình phát nguyện cầu nguyện cho những cái pháp thiện pháp, những công đức tu tập đây cho con được chứng ngộ niết bàn, giải thoát khổ đau trong ngày bị nạn. Và bất cứ lúc nào trong những cái hoạt động đi đứng nằm ngồi mà mình cũng có thể khởi lên cái ý nguyện ấy thì cũng được hết. Mình cứ khởi lên cho nó nhiều, nạp đi nạp lại nhiều cho nó thể nhập đi. Còn trong cái lúc tu tập ấy thì mình chỉ cần hiểu thôi, mình cần hiểu là mình thực hành này là để thành tựu được cái sự giải thoát giác ngộ niết bàn ở trong tương lai, thì đấy cũng là ý nguyện rồi. Chứ mình không nên quá chú trọng trong cả những cái lúc ngồi thiền mà mình cứ chú trọng như vậy, tâm nó cũng động, cứ để cho nó khởi một cách tự nhiên là được. Thỉnh thoảng mình tụng kinh xong thì mình có thể nguyện trước Phật để cho cái tâm nguyện này nó mạnh lên thì cũng được. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Nếu các thầy chưa chứng niết bàn thì có dạy cho người khác tu chứng niết bàn hay vãng sinh được không ạ? Một vị cái sự chứng niết bàn thì nó có hai ý nghĩa, một là hữu dư niết bàn, hai là vô dư niết bàn. Ví dụ như khi Đức Phật giác ngộ cái tam minh lục thông dưới gốc bồ đề thì lúc đấy là Đức Phật chứng niết bàn, và đó gọi là niết bàn hữu dư y. Trong 45 năm Đức Phật thuyết pháp đấy là Đức Phật đã chứng niết bàn, và Đức Phật vẫn dẫn dắt được cho mọi người khác đi đến chứng ngộ niết bàn, niết bàn hữu dư y. Thì đấy là một sự chứng niết bàn. Hai là niết bàn vô dư là khi Đức Phật nhập đại bát niết bàn. Thì khi mà một vị đã đại bát niết bàn rồi thì vị ấy không còn trở lại dẫn dắt mọi người được nữa. Chỉ khi vị ấy có niết bàn hữu dư, tức là vị ấy chứng niết bàn nhưng còn thân năm uẩn, thì mới dẫn dắt được người khác. Còn đã thể nhập niết bàn vô dư rồi thì không dẫn dắt được người khác nữa. Đấy là trường hợp của có những người tu chứng niết bàn rồi sẽ dẫn dắt người khác đi đến niết bàn. Còn có trường hợp thứ hai là có những người tu chưa chứng niết bàn hữu dư, tức là chưa chứng đắc thánh đạo thánh quả nào, nhưng mà có thể vị ấy vẫn giảng dạy hướng dẫn cho mọi người đi đến niết bàn. Thì cái này nó cũng giống như là một cái người muốn đi qua cái bờ bên kia, đi qua sông bên kia thì có cái con thuyền. Đấy, con thuyền thì vị ấy khi mà muốn mình bản thân mình đi trên nên cái con thuyền ấy rồi, mình muốn vượt sông đi qua bên kia, trong lúc ấy mình kêu gọi mọi người ơi hãy lên đây, lên cái con thuyền này để cùng tôi đi sang bờ bên kia, thì trong trường hợp ấy vẫn có người chưa chứng niết bàn vẫn có thể dạy cho vẫn có thể giảng dạy cái giáo pháp đi đến niết bàn được. Đấy, có một cái câu chuyện nói rằng khi mà ở đảo Tích Nan có một cái vị thầy, vị này tu tập, khi mà vị ấy có những cái năng lực thần thông rất là cao, có năng lực thiền định và thực hành cả thiền quán cũng đã thông thạo, nhưng vị ấy có một cái sự ngộ nhận, nghĩ rằng mình đã chứng A-la-hán rồi, bởi vì vị ấy không bao giờ khởi lên những cái phiền não nào, thì cái định lực của vị ấy rất là mạnh, và vị ấy tưởng mình đã chứng đắc đạo quả, và sau đó vị ấy vẫn có thể dạy được giới định tuệ cho các đệ tử của mình. Và vị ấy có rất là hàng ngàn hàng vạn đệ tử chứng đắc đạo quả, có rất nhiều vị đệ tử chứng A-la-hán. Sau đó một vị đệ tử lớn bắt đầu mới ngồi quan sát tâm của vị thầy mình xem đã chứng đạo chưa, thì vị ấy thấy là thầy mình vẫn còn là một phàm nhân, vẫn chưa chứng đắc. Và vị ấy đã về dùng cái phương tiện để giáo hóa vị thầy, nói là thầy biến ra con voi xem nào. Và vị thầy biến ra con voi chạy lại chỗ mình, rồi chính vị thầy đấy sợ con voi bỏ chạy, và cái vị đệ tử nắm lấy áo đấy mà nếu thầy là bậc A-la-hán thì còn sợ cái này không? Và lúc đấy vị thầy mới ngộ nhận ra mình chưa chứng niết bàn.
Và lúc đấy vị thầy mới nói rằng, thưa đại đức, ngài hãy dạy tôi. Thì cái vị đệ tử dạy cho vị thầy một cái pháp thiền quán. Rồi vị thầy đi ba bước là chứng A La Hán ngay. Thì đấy cũng là một cái trường hợp rất là hy hữu. Đó là có những vị nắm được cái con đường đi đến Niết Bàn. Vị ấy có thể thuyết giảng con đường đi đến Niết Bàn ấy. Và những người nào đi trên cái con đường ấy vẫn có thể đi đến Niết Bàn. Đấy là cái trường hợp hy hữu, rất là hy hữu. Còn lại thì một cái vị thật sự có chứng Niết Bàn thật sự mới có thể dẫn dắt, mới có thể chắc chắn dẫn dắt được người khác đi đến Niết Bàn. Còn nếu mà chưa chứng Niết Bàn thật sự được thì vị ấy chỉ có thể nói được cái lý thuyết đi đến Niết Bàn mà không thực sự dẫn dắt người khác đi đến Niết Bàn được. Thì nó còn tùy theo từng người. Có những người vì có thể chứng Niết Bàn và vị ấy dẫn dắt người khác đi đến Niết Bàn được. Còn chưa chứng Niết Bàn thì có thể có mà không chắc ăn. Chưa chứng thì không chắc ăn. Vậy thì nó tùy theo. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Trang trên Zoom. Do vì có con nhỏ nên con không đến cúng dường các vị sư được. Con có gửi nhờ bạn con dâng vật phẩm đến sư. Như vậy con có được phước gì không ạ? Cái sự cúng dường hay bố thí có thể là tự tay mình làm hoặc là mình nhờ người khác làm đều được hết. Cái lúc đấy mình nhờ có khởi lên cái tâm bố thí. Trước khi bố thí, trong khi bố thí, sau khi bố thí, cái tâm mình hoan hỷ với việc ấy thì có vẫn có cái phước của sự bố thí, vẫn thành tựu, vẫn thành công, tức là vẫn được. Sự cúng dường không trực tiếp nó vẫn là cúng dường, bố thí không trực tiếp vẫn là bố thí. Thậm chí chỉ mình thấy người khác bố thí mình hoan hỷ theo, mình còn có phước. Huống chi là mình có bố thí thật sự thì chắc chắn là sẽ có phước. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Minh Bạch. Một người cả đời ít làm việc bố thí, cúng dường. Khi họ biết không sống được lâu nên phát tâm xả tài, cúng dường, bố thí. Và cũng một người khác cả đời họ thường xuyên bố thí, cúng dường. Vậy nghiệp quả của hai người này có khác nhau không ạ? Vì điểm chung đều là thực hành cúng dường, bố thí ạ. Cái người mà thường xuyên bố thí, tức là cái quan trọng nhất này, cái người bố thí trước hay sau nó không quan trọng, là quan trọng cái sự bố thí ấy nó có đi kèm với trí tuệ hay không. Thiện tâm hợp trí tuệ, cái đấy là quan trọng nhất. Như là trong cái lúc bố thí rồi mình có cái hiểu về cái nghiệp quả của cái sự bố thí đấy và mình có phát nguyện cái mục đích bố thí này để mình ước nguyện một cái điều cao thượng chân chánh nào đấy. Cũng là bố thí, nhưng mà trong tâm mình ước nguyện cái điều nó cao hay nó thấp. Có những người bố thí với cái ước nguyện chứng ngộ Niết Bàn thì cái điều đó rất là cao thượng. Có người bố thí là phát nguyện mình trở thành một vị Phật chánh đẳng giác, hoặc một Phật độc giác, hoặc một vị thanh văn giác, một vị cái sự chứng ngộ Niết Bàn ấy. Có những người bố thí chỉ có cái mong cầu rằng mình được sinh thiên, sinh lại làm người giàu sang, an vui, hạnh phúc. Có những người thì bố thí chỉ làm vì muốn để cho mọi người tôn trọng, mọi người nghĩ rằng mình là người tốt, chứ vị ấy không biết rằng nó có nhân quả gì. Vì cái tâm lý trong khi làm bố thí ấy mới quan trọng. Chứ còn người bố thí trước hay sau nó không quan trọng, mà quan trọng là cái trí tuệ của vị ấy trong lúc làm bố thí ấy nó ở cái mức độ nào, trí tuệ cao hay thấp, hay là cái nguyện vọng của vị ấy cao hay thấp, cái đấy mới quan trọng. Chứ còn nhưng mà thường thường những cái người bố thí lâu dài thì nó tạo ra những cái nghiệp nó vững chắc hơn, mạnh mẽ hơn. Còn những người bố thí ở trong cái thời gian khẩn trương gấp rút vì mình biết rằng mình sắp mạng chung rồi thì cái sự bố thí đấy nó hơi gấp gáp và nó không thể thành tựu được những cái ước nguyện lớn nào như cái người mà có một cái thời gian dài rồi. Và cái người mà gấp gáp như vậy thì chỉ vì cái mục đích là muốn sanh về cõi này thì nó vẫn thành tựu cái nguyện vọng ấy. Trong hai cái đối tượng ấy, nếu như mình bỏ qua cái trí tuệ của tâm lý của vị ấy đi thì cái người bố thí thường xuyên ấy sẽ tạo cái thiện nghiệp vững chắc, vững mạnh hơn nhiều.
Con xin đọc câu hỏi của hành giả Tịnh Tâm. Nếu quan niệm thức như một chiếc thẻ nhớ điện thoại lưu trữ dữ liệu và khi đem thẻ nhớ này sang điện thoại khác thì chúng sẽ dựa vào lưu trữ đó mà phát ra. Cũng như vậy, khi thức và danh sắc này diệt đi thì sẽ dựa vào đó mà có một thức và danh sắc khác được sanh ra, tái tục những gì được lưu trữ, lưu giữ lại ở thức cũ. Nếu suy niệm như vậy, có phải là tà kiến không ạ? Dữ liệu như vậy là tà kiến rõ ràng. Thì đem cái chuyện máy móc ấy mà có thể áp dụng hay so sánh với lại cái thức của con người được cái thức ấy thì nó không phải là một cái kho chứa, nó không phải là dữ liệu, nó không phải là mình có thể thích để đấy, cất giữ đấy được, thích xóa đi cũng được. Mà cái thức của mình nó chỉ đơn giản, nó chỉ là cái sự nhận biết các cái cảnh mà ngay trong hiện tại này thôi. Rồi cái ý thức của mình nó có thể nhớ lại được những cái điều đã qua, tức là những cái danh sắc đã qua, là nó cái ý thức của mình với cái tâm định tinh thì cái người ấy sẽ nhớ lại được một ngày, một tuần, một tháng, một năm, 10 năm, 20 năm trước. Đấy là những gì đã, cái ý thức của mình nó đã nhận biết và nó đã qua đi rồi, nó nhớ lại như thế. Rồi nó nhớ lại được những kiếp quá khứ, một kiếp, 10 kiếp, 100.000 vạn kiếp, hàng nhiều A Tăng kỳ kiếp. Đấy cũng là do cái ý thức của mình nó nhớ lại. Giống như là một cái người đi qua một cái con đường. Cái con đường ấy nó dài dài 1 km, 10 km, 100 km, hàng triệu km. Rồi sau đó vị ấy không thể nói rằng là tôi gom cái con đường này lại thành giống như là cái vào cái kho chứa này, mà cái lúc nào vị ấy có thể nhớ lại cái con đường này mình đã đi qua này, 1 km về trước, 2 km về trước, 100 km, 1.000, 1.000.000 km về trước. Đấy chẳng qua là cái ý thức của mình nó nhớ lại những cái ký ức đã qua, nó nhớ lại những cái thời điểm quá khứ đã trải qua, chứ nó không phải là một cái kho chứa. Hiểu rằng là cái thức của mình, những ký ức là một cái kho chứa, là một tà kiến, mà chỉ có cái ý thức của mình nó nhớ lại những cái quãng thời gian đã đi qua mà thôi. Đấy là cái túc mạng trí có thể nhớ lại được nhiều đời, nhiều kiếp như vậy. Chứ không phải là chuyện gì cũng cho vào kho, kho lấy ra, xài trong này cho vào kho. Nó hiểu cái cách thế. Đấy nó hơi bị sai với này, cái sự thật. Con xin đọc câu hỏi của Thiền Sinh. Các thầy tu có nên xưng con với người tại gia không? Và người tại gia có nhất thiết phải xưng con với người xuất gia không ạ? Người xuất gia có nên xưng con với người tại gia không? Thì cái điều này là không nên. Người xuất gia tỏ ra khiêm tốn. Ai? Con. Cái sự khiêm tốn nó không đúng. Cái xuất gia ra khỏi cái đời sống thế tục. Một vị khách ra khỏi cái thế trần. Để xưng con với người tại gia để làm gì? Nịnh đời để cho người ta cho ăn ngon à? Để có chút tình thương, hay là để cho người ta nghĩ là mình là cái người khiêm tốn? Thì cái người xuất gia đấy xưng con thì nó rất là tục tĩu, nó rất là thế tục, giống như người đời ấy. Đời người ta chẳng đến mức như thế. Người xuất gia chỉ xưng con với những người có đức hạnh hơn mình, có đạo hạnh hơn mình, đáng để cho mình cung kính tôn trọng thì mới xưng con với những người tu có cái đức hạnh cao hơn thì xưng con như thế, chứ không xưng con với những người đang hưởng thụ ngũ dục, một người ni dục có cái sự là đã cao thượng hơn một người hưởng dục. Người tại gia còn hưởng cái dục trần, người xuất gia ni dục cao thượng hơn, sao lại đi nịnh lại hạ thấp mình với một cái người khác? Hay là đến một lúc nào đó mình nghĩ rằng người xuất gia cần phải xưng con, giống như một lúc nào đó người thầy xưng thầy giáo dạy học ngoài đời chẳng hạn, đi xưng con với lại học sinh lại bắt đầu lại thưa các ngài học đi, hay là đến một lúc nào đó
người tại gia, người xuất gia hạ thấp mình xuống, người mời người xuất, mời người nghe pháp ấy, người giảng pháp ngồi xuống thấp, mời người nghe pháp ngồi lên cao. Bạch các ngài ngồi lên, con cung kính thuyết pháp cho các ngài nghe. Thì cái điều đó là một cái sự nghịch lý, nó không hợp lý. Vì vậy nên là đã là người xuất gia thì hãy tôn trọng cái pháp xuất gia của Đức Phật. Mình xuất gia theo giáo pháp của Đức Phật, giáo pháp cao thượng, giáo pháp cao quý của Đức Phật. Thì cái sự tôn trọng pháp ấy, vì cái sự trân trọng, vì cái lòng tự trọng, vì cái sự tôn trọng với giáo pháp cao thượng ấy, vì ấy không nên xưng con, không nên hạ thấp mình với những người không phải xuất gia. Thì Đức Phật nói là một cái người ngồi ở chỗ cao thì cái người thuyết pháp không được ngồi chỗ thấp, mà người thuyết pháp phải ngồi nơi cao, người nghe pháp phải ngồi chỗ thấp. Người nghe pháp mà đứng thì người ngồi, người nghe pháp mà đứng thì người ngồi sẽ, tức là cái người người vì cái sự tôn trọng pháp cho nên cái người nghe pháp phải cung kính, phải tôn trọng. Vì vậy người xuất gia là cái người giảng dạy giáo pháp, thì người tại gia là cái người học hỏi thọ trì những cái giáo pháp ấy theo. Người tại gia là người quy tam bảo, tôn kính Phật pháp tăng. Vậy người xuất gia không nên xưng con với người tại gia được. Vì vậy người tại gia có nhất thiết phải xưng con với người xuất gia hay không? Thì cái này là không phải là Đức Phật quy định bắt buộc người tại gia phải xưng con với người xuất gia, mà đây là những người tại gia vì cái lòng tôn kính đối với Đức Phật, đối với giáo pháp và đối với những người thực hành theo giáo pháp. Vì vậy những người tại gia nào mà nghĩ rằng mình là đệ tử của Đức Phật thì vị ấy quy Phật, quy pháp, quy tăng, tôn kính Phật pháp tăng, thì vị ấy xưng con với những người thực hành giáo pháp. Thì vị cái người tại gia ấy có thể khởi lên cái lòng cung kính của mình đối với những vị chân chánh tu tập thực hành giáo pháp, vị ấy có thể xưng con. Hoặc là vị ấy có thể thấy một cái người nào đó không chân chánh, không có cái sự uy nghiêm, không có cái sự thực hành giáo pháp nghiêm túc, vị ấy cũng có thể không xưng con, vị có thể xưng tôi, miễn là mình không nên quá thô tục thì là được. Hay là những người mà người ta không phải là Phật tử, người ta là người đời, người vô đạo và người ngoại đạo thì không ai bắt buộc người đó phải xưng con với người xuất gia hết. Còn những người có đạo thì người ta vì cái lòng kính đạo mà người ta xưng con, cũng như thời Đức Phật mà có những người gặp Đức Phật xưng con, nhưng cũng có người người ta xưng tôi chứ người ta không xưng con. Thì với đa số những Phật tử tín tâm, tín thành thì người ta sẽ xưng con với người xuất gia. Nhưng mà cũng có người cái lòng tin nó còn thấp, không phải là cái niềm tin nó chưa mạnh, thì cũng có khi người ta không xưng con. Thì cái điều này cũng chỉ là cái văn hóa ứng xử với nhau ở đời, cái lời nói chỉ là cái văn hóa thế tục thế gian, tùy theo cái văn hóa ở vùng miền địa phương xưng hô như thế nào nó văn minh lịch sự là được. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Trúc Tịnh. Lục đạo chúng sanh là những cảnh giới nào ạ? Một người khi sống mà tham sân si thì khi chết bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có đúng không ạ? Lục đạo thì đây nó chỉ là một cái sự nói vắn tắt ngắn gọn, thì nó chưa phải là đầy đủ hoàn toàn. Lục đạo như là có địa ngục này, có ngã súc sinh là 2, có ngã quỷ là 3, nói là có trời, có người. Đấy là nói một cách ngắn gọn, vắn tắt. Chứ còn nếu mà nói chi tiết thì gọi là tam giới, dục giới, sắc giới, vô sắc giới. Cõi dục giới là có 6 cõi trời, đều là cõi dục giới. Cõi người cũng là cái cõi nành ở cõi dục giới là 7. Bên đây còn cõi địa ngục, ngã quỷ, súc sinh, Atuna, 4 cõi nữa là 11. Dục giới có 11 cõi, sắc giới có 20 cõi là các cái tầng thiền. Vô sắc giới thì có 4 cõi nữa. Nhưng mà nói chung là trong một thế giới thì chi tiết đầy đủ ra cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới là có 31 cõi, là các cõi sống trong lục đạo luân hồi. Thì đều nào trong luân hồi như thế, không gọi mà gọi trong tam giới, luân hồi trong tam giới. Cái ý thứ hai câu ấy là cái gì? Dạ, ý thứ hai là một người khi sống mà tham sân si
khi chết bị đọa địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, có đúng không ạ? Khi sống tham sân si, thực ra ai trên đời mà chẳng tham sân si, nhưng cái tham sân si này nó mạnh hay nó yếu, nó nặng hay nó nhẹ, và nó tạo ra những cái ác nghiệp lớn hay là nó không tạo ra ác nghiệp lớn, nó còn tùy theo. Còn tham sân si chỉ có bậc A-la-hán mới hết, thì còn ai tham sân si đâu. Nhưng mà người ta có người vẫn sinh về cõi thiên giới, có những người chứ đâu phải ai chết thì sinh về tham sân si. Chỉ có cái thời cận tử ấy, cái lúc cận tử ấy, cái lúc mà giờ phút hấp hối năm chung ấy, mà nó khởi lên những cái phiền não này, thì lúc đấy mới đoạn. Thế là cái người nào cái tâm tham nó mạnh quá, thì lúc sống với tâm tham, nên là cái thời điểm cận tử vẫn bị cái tâm tham ấy nó chi phối chế ngự, vì ấy ra đi chết trong cái trạng thái của cái tâm tham luyến ấy, thì có thể đọa vào địa ngục hoặc ngã quỷ hoặc súc sinh. Hoặc là có vị nào cái tâm sân nó quá mạnh, sống với tâm sân quá nhiều, cho nên khi chết vị ấy cũng chết trong cái trạng thái ở chỗ tâm sân ấy, trú ngụ ở cái phút cận tử nghiệp ấy, rồi vị ấy chết với tâm sân đấy, thì sẽ đọa vào cõi ác, cõi khổ. Và tâm si cũng vậy, tâm si phóng dật hoài nghi năng sang ấy, mà khi chết mà chết với cái tâm đấy thì mới sinh vào. Vậy thì cái thời điểm cận tử ấy, mà chết với những cái tâm tham sân si ấy mới đọa vào địa ngục ngã quỷ súc sinh. Còn thời điểm cận tử ấy mà mình chết với một cái tâm mà nó không phải tâm tham sân si, mà nó là một cái tâm thiện, thì vẫn sinh về cõi này, chứ không phải là ai có tham sân si cũng đọa vào các cõi khổ. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh. Người xuất gia mặc áo đắp vá đi lang thang ngoài đường, chỉ khất thực xin ăn, không nhận tiền, thì có phải bậc chân tu đắc đạo không ạ? Mặc áo đắp vá đi ngoài đường thì thời Đức Phật thì cũng các vị tỳ kheo mà cũng có rất là nhiều người thực hành các cái hạnh mặc y phấn tảo, mặc áo đắp vá y phấn tảo và không có xin tiền, chỉ có đi khất thực xin ăn, thì vị ấy đi ra đường chỉ với mục đích là đi khất thực. Rồi khi khất thực xong rồi, vị ấy sẽ trở về cái nơi yên tĩnh để vị ấy ngồi thiền thực hành giới định tuệ. Vậy thì người xuất gia mặc y đắp vá hay y gì không quan trọng. Vậy nhưng mà vị ấy đi ra đường thì phải đi ra đường với mục đích gì? Đi ra đường là vì công việc gì, vì phận sự gì mới đi ra đường, chứ không phải đi ra đường lang thang ở ngoài đường để khoe rằng tôi mặc áo vá đây, tôi mặc áo phấn tảo đây, các vị hãy lại đây mà thấy tôi, nhìn tôi, biết rằng tôi là cái người tu như vậy đấy, thì không tốt, thì không hay, thì không đúng. Mà vị ấy đi như thời Đức Phật ấy, thì Đức Phật ấy đi vì hóa độ chúng sinh, hoặc đi khất thực xin ăn, rồi sau đó trở về cái tịnh xá tịnh thất, trở về cái nơi để mình thực hành pháp. Chứ đi trên đường như vậy khó thực hành pháp lắm, mà đi vậy chưa chắc thực hành pháp được, mà vì ấy cần phải sống ở trong rừng để thực hành pháp, trong hang đá, trong gốc cây, trong ngôi nhà trống, ngồi yên tĩnh thanh tịnh giữ chánh niệm. Còn khi vị ấy muốn đi thiền hành, vị đó cũng không chọn cái nơi ồn ào, không đi ở trong nhân gian, mà vị ấy đi thiền hành, đi kinh hành ở những nơi thanh tịnh yên tĩnh vắng vẻ không có người. Còn Đức Phật hay các bậc A-la-hán làm phận sự hóa độ chúng sinh thì có thể đi du hành trong nhân gian, nhưng đi đến nơi này nơi kia là để thuyết pháp độ sinh, là để hóa độ chúng sinh. Vì cái mục đích ấy mới có cái hình ảnh chư Tăng hay Đức Phật đi ngoài đường. Còn một cái người pháp học trưởng đi mà vị ấy không có để thời gian học giáo pháp, không để thời gian thực hành giới định tuệ để chứng ngộ giáo pháp, thì cái việc đi ấy nó không có mục đích, không có ý nghĩa, thì nó không có lợi lạc lợi ích gì hết cho bản thân, hay là không có lợi ích gì cho đời cả. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Hoàng Hùng trên Zoom. Con hành thiền thì thấy ánh sáng chói lóa như ánh nắng, nhưng chỉ sáng chói một lúc rồi tắt, rồi lại sáng, lại tắt ạ. Vậy con nên tu tập như thế nào ạ? Khi mà có ánh sáng, đừng nhìn vào ánh sáng, đừng đi theo ánh sáng, đừng quan sát cái màu sắc, cái hình dáng của cái ánh sáng đấy. Đừng, tức là nằm nơ nó đi và tiếp tục quan sát hơi thở.
Cái khi mà mình hành thiền có ánh sáng là bắt đầu có cái ấn chứng của định, có cái định tướng, có cái ánh sáng, nhưng nó chưa ổn định, do tâm mình chưa ổn định. Mình muốn cho ánh sáng ấy nó ổn định thì tâm mình phải thản nhiên với ánh sáng đấy, không có phân tích, không có suy luận, không phán xét gì về cái ánh sáng đấy cả. Cứ mặc kệ ánh sáng rồi mình cứ nhận biết hơi thở bình thường, thì cái ánh sáng nó không mất đi, nó không mờ đi, mà nó cứ càng lúc nó càng sáng lên, nó càng rõ ràng, nó càng rực rỡ tỏa chiếu lên. Rồi dần dần cái ánh sáng nó hòa quyện, hòa nhập, hợp nhất với hơi thở, và nó sẽ duy trì liên tục nhiều tiếng liền, nhiều giờ liền. Lúc đấy nó mới vững chắc, mạnh mẽ, thì cái tâm của mình nó mới gắn chặt vào đấy. Năm triển cái nó mới được đoạn trừ hoàn toàn, mới có thể đi vào sự định tĩnh nhất tâm. Định sẽ càng lúc càng cao, ánh sáng sẽ càng lúc càng mạnh, mạnh mẽ, rõ ràng hơn. Con xin đọc câu hỏi của hành giả. 5. Tại sao ngày nay rất ít người tu đắc thiền và đắc đạo như thế ạ? Ngày nay thì đúng là ngày nay thì khác đi, bởi vì cách Đức Phật rất là xa, cái niềm tin của con người nó giảm đi, cái sự thực hành pháp của con người yếu đi, vì con người chạy theo vật chất nhiều quá. Thế nên là cái đời sống vật chất thế gian nó ảnh hưởng trong xã hội, cho nên là mọi người hướng đến pháp ít và chạy theo cái vật chất nhiều, và trong cả những môi trường tu tập cũng bị cái đời sống vật chất này nó ảnh hưởng. Ví dụ cái pháp của Đức Phật muốn thành tựu, vị ấy cần phải sống thiểu dục chi túc, sống rất đơn giản, càng đơn giản càng tốt. Chính cái sự sống đơn giản ấy, thiểu dục ấy, sống chi túc ấy, sống không vướng bận đến vật chất ấy, không vướng bận đến cái sự tham dục ấy, thì nó ni dục, vì có ni dục thì nó mới đắc được thiền, và nó đắc thiền thì bị ấy dễ dàng chứng đắc đạo quả. Đấy, vì còn khi mà cái đời sống vật chất nó mạnh, nó sung mãn lên thì làm cho người ta bị động tâm, bị dao động nhiều, cho nên là cái sự thực hành nó ít người chứng thành tựu, chứng đắc được, càng ngày càng ít đi. Vậy nên là cái pháp hành là cái pháp nhanh mất nhất cái đạo quả, rồi dần dần nó sẽ rất ít người chứng đắc, rồi dần dần sẽ không còn ai chứng đắc, mà dần dần cái sự giả thật nó lẫn lộn, người ta không còn biết được người nào đắc thật, người nào đắc giả nữa, người ta không còn phân biệt được nữa, người ta coi giả là thật, thật là giả. Và chính vì vậy cho nên là càng về sau này người ta càng không thể xác nhận được là ai đắc thật, ai đắc giả, ai có đắc hay ai không nữa. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Những người giàu có là do họ tự lao động làm ra tài sản. Đạo Phật thì dạy giàu là do bố thí. Vậy thì có mâu thuẫn không ạ? Nếu mà mình chỉ nhìn về cái thực tế, hay là mình nhìn vào cái thành kết quả ở trước mắt này, thì đúng là như thế. Những người giàu là do người ta làm ra, nhưng mà mình không nhìn được cái nhân, cái nguyên nhân tại sao mà nó lại như thế. Nhưng là mình chỉ nhìn thấy cái trước mắt này thôi, thì thực ra ở trên đời thì ai cũng làm, ai cũng vất vả, ai cũng lao động, nhưng mà có người giàu, người nghèo, chứ không phải là người nào cũng giàu hết, mà ai cũng có cái sự lao động làm ăn như nhau. Nhưng mà cái người có phước hơn, có cái nhân của cái việc bố thí ở trong quá khứ rồi, thì sẽ khiến cho người ấy thuận duyên hơn trong cái công ăn việc làm ấy, cũng là làm cái công việc đấy. Nhưng mà có những người cứ làm ra tài sản bị mất tài sản, cứ làm ra tài sản rồi bị hạn, bị có thể là do thiên tai mà mình bị hao hụt tài sản, có thể do trộm cướp mà hao hụt tài sản, có thể do con cái nó phá hoại hao hụt tài sản, có thể là do người có quyền thế người ta chèn ép mà mình mất mát tài sản. Còn có những người thì lại luôn luôn được mọi người hỗ trì, mọi người ủng hộ, cho nên cái tài sản của vị ấy chỉ có tăng trưởng thêm. Vậy thì cái phước nó nằm ở cái đó. Cái người mà có phước, người ta muốn làm một cái việc gì đó, người ta sẽ gặp những cái duyên thuận nợ để người ta thành tựu được cái ước nguyện, cái mong cầu. Người ta muốn làm giàu, nhưng mà người ta rất dễ dàng kiếm được một cái việc làm phù hợp. Người ta dễ dàng có những cái người hỗ trợ, hỗ trì, giúp đỡ. Còn có những người mình muốn,
có nhiều tài sản giàu có, nhưng mà chỉ có người đến phá hại thì có, chẳng có ai giúp đỡ cả. Đấy là do mình không có phước. Cái người có phước do mình, nhất là cái phước bố thí, mình giúp người khác nhiều. Nhưng bây giờ mình muốn thì sẽ được nhiều người giúp đã. Còn những người cứ đi phá hại của người khác thì bây giờ mình muốn tốt thì người ta lại người ta phá hại cho mình, không có thành tựu được cái ước muốn của mình. Vậy nên là cái người có cái nhân bố thí có thể trổ cái quả đó, là mình sinh ra trong gia đình đã giàu có sẵn rồi cũng có. Có những người thì một thời gian sau do mình nỗ lực làm ra mà mình có được cái tài sản ấy. Và bằng cái trí tuệ giác ngộ thì Đức Phật thấy được cái nguyên nhân của những cái người giàu sang là do bố thí, của những người nghèo khổ là do trộm cắp. Nên Đức Phật nói là đừng có ăn trộm cắp, mà muốn giàu sang thì phải bố thí. Con xin đọc câu hỏi của hành giả Lê thêm trên YouTube. Con chưa sắp xếp để về chùa hành thiền được, vậy con có thể hành thiền ở nhà không ạ? Có nên hành thiền ở nhà thường xuyên hàng ngày để nó thành một cái thói quen, và để cái tâm mình nó cũng thuần thục, để mình ngồi nhiều thì nó bớt đau đi, nó thuần thục cả thân, thuần thục cả tâm. Thì khi nào mình có thời gian sắp xếp được công việc tham gia một cái khóa thiền, lúc ấy mình sẽ tinh tấn tích cực lên một chút, và lúc ấy cái sự tiến bộ nó sẽ nhanh hơn. Là cái người ở nhà không bao giờ ngồi thiền, mà bây giờ mình đến chùa rất khó theo, vì cái thời khóa ở các trường thiền rất là cao, rất là miên mật, rất là cho nên cái người nào chưa có nền tảng sẽ rất là khó khăn. Những người có nền tảng rồi thì cảm thấy rất là dễ dàng, và cảm thấy tu tập nó sẽ có những cái bước tiến cao. Con xin đọc câu hỏi của thiền sinh ạ. Người xuất gia có lên lễ bái cha mẹ, chư thiên và các vị Bồ Tát không ạ? Với người xuất gia thì trong luật này là sư phải lấy cái lời dạy Đức Phật, lấy luật của Đức Phật ra nói, nhưng còn mình không dám nói theo cái quan điểm chủ quan của mình. Thì Đức Phật dạy với người xuất gia thì có những người, một nếu là người xuất gia là vị tỳ kheo thì có những vị mình không được đảnh lễ, nhất là không được đảnh lễ người thế gian, nhất là người đi xuất gia ra khỏi đời rồi, mình phải đảnh lễ những bậc nào có đạo hạnh hơn, có đức hạnh hơn, hay là những bậc tu có cái tuổi đạo lớn hơn thì mới được đảnh lễ. Người xuất gia không được đảnh lễ cái người xuất gia sau mình, người xuất gia trước không được đảnh lễ người xuất gia sau. Cho dù người xuất gia sau ấy là bậc A La Hán, người xuất gia trước dù là một phàm nhân thì cũng không được đảnh lễ người xuất gia là A La Hán. Đấy là một cái luật Đức Phật dạy như vậy. Vậy thì một vị xuất gia là A La Hán vẫn phải đảnh lễ cái vị mà xuất gia trước mình. Đấy là quy định về tuổi tác, vị những vị lớn hơn, những vị trưởng lão. Vì người xuất gia có thể không, Đức Phật cũng quy định trong luật là không đảnh lễ người thế tục, người thế gian, vì người thế gian cái giới hạnh ít hơn, cho nên là cũng không đảnh lễ. Không đảnh lễ người người nữ, người xuất gia không đảnh lễ người nữ, người xuất gia không đảnh lễ không đảnh lễ những người mà tu không chân chánh, dù cho một bậc trưởng lão lớn hạ, nhưng mà vị đấy tu theo tà pháp, giới hạnh không trang chân chánh thì cái vị chân chánh cũng không đảnh lễ vị ấy. Hay là một cái vị đang trong cái sự đang trong cái thời kỳ sám hối những tội lỗi, ví dụ các vị phạm dưỡng giới tăng tàn đang sống biệt chú, đang trong cái thời kỳ xử phạt án treo thì cũng không đảnh lễ những vị ấy. Là có những cái đối tượng mình có thể đảnh lễ, có đối tượng mình không đảnh lễ. Đấy là Đức Phật dạy vậy. Vậy cha mẹ Bồ Tát hay những người thiên thần, vì với người xuất gia cha mẹ là người thế, nếu căn cứ theo giới luật ấy thì người xuất gia đảnh lễ cha mẹ trước khi xuất gia, trước khi cạo đầu. Con xin đảnh lễ cha mẹ lần cuối rồi con đi xuất gia. Hôm nay đi vì cái phận sự của người xuất gia không được đảnh lễ cha mẹ khi đã mặc áo cà sa, khi đã cạo đầu rồi. Cha mẹ là người thế. Cha mẹ có thể đảnh lễ con cái là người xuất gia thì cũng vẫn được. Nhưng mà con cái đã mang cái hình tướng này rồi, thọ những giới phẩm này rồi, đảnh lễ cha mẹ làm tổn phước cha mẹ. Nên còn có đảnh lễ các vị chư thiên hay không, với một người xuất gia mà các vị chư thiên không phải là người xuất gia
Người xuất gia không đảnh lễ chư thiên, không đảnh lễ các vị thần linh, không đảnh lễ chư thiên vì chư thiên không phải người xuất gia. Mà các vị chư thiên mà là những cái vị có niềm tin với Phật Pháp, các vị ấy gặp người xuất gia, các vị đảnh lễ người xuất gia. Các vị chư thiên có cái lòng cung kính rất cao, rất lớn. Các vị chư thiên đảnh lễ người tu hành chân chính, có giới đức, có đức hạnh. Các vị cũng không đảnh lễ người tu bậy bạ đâu, vì các vị ấy biết. Còn Bồ Tát, các vị người xuất gia có nên đảnh lễ Bồ Tát hay không? Thì Bồ Tát ở đây có khắp nơi nhé. Có Bồ Tát xuất gia, có Bồ Tát tại gia. Thì những cái vị nào là Bồ Tát xuất gia thì người xuất gia có thể đảnh lễ các vị Bồ Tát là người xuất gia nhưng mà tu lớn hơn mình. Thì vị ấy, vì Bồ Tát là ai? Bồ Tát là những người có cái tâm nguyện chứng đắc Phật quả trong tương lai. Thì đấy là Bồ Tát. Bồ Tát là cái người có cái nguyện sang bờ bên kia, sang bờ giác ngộ giải thoát. Thì đấy là Bồ Tát. Người bồ, vị Bồ Tát đấy có thể là người nam, có thể nếu mà người đấy là người nữ là người chưa được thọ ký. Còn Bồ Tát được thọ ký rồi thì không là người nữ nữa. Bồ Tát có thể là người tại gia, có thể là người xuất gia. Thì những người nào cứ có cái tâm nguyện là để chứng ngộ Niết Bàn, tâm nguyện đi đến sự giác ngộ, tâm nguyện có cái tâm nguyện muốn phổ độ chúng sinh, có cái tâm nguyện thành Phật quả, thì các vị đều là Bồ Tát. Bồ Tát không phải là hình tượng, tượng chỉ là tượng trưng, tượng trưng cho những cái đức tính như là bố thí giữ giới, tinh tấn thực hành các pháp thiền, cam nhẫn để chân thật từ tâm xả tâm. Thì đấy là Bồ Tát tượng trưng ở trên hình tượng thì khác. Còn Bồ Tát thực tế là các vị, là những con người trong cuộc sống này, vô số Bồ Tát, mỗi người có một cái tâm nguyện được giác ngộ thành Phật thì đều là Bồ Tát. Người có cái tâm, cái này có Thanh Văn Bồ Tát, Bích Chi Bồ Tát và Chánh Giác Bồ Tát. Người ai có cái tâm nguyện chứng ngộ Niết Bàn đều là Bồ Tát. Mọi người, Phật tử nam nữ đều là Bồ Tát hết. Vậy thì những Bồ Tát có cái sự tu, có đạo hạnh lớn hơn thì những cái vị Bồ Tát nhỏ đảnh lễ vị Bồ Tát lớn. Đó. Bồ Tát lớn đảnh lễ Bồ Tát nhỏ thì không đúng. Con xin đọc câu hỏi của hành giả online. Mỗi ngày, con đều nhớ rằng con người sẽ phải chết. Cái chết rất nhanh đến gần, thời gian đời người ngắn ngủi. Điều này làm con không tập trung vào kiếm tiền như người xung quanh. Vậy có lên không ạ? Nên niệm về cái chết, luôn luôn tưởng niệm như vậy. Dù mình làm cái việc gì mà trong tâm mình luôn luôn tưởng niệm về cái chết. Cái mạng sống nó rất là mong manh, vô thường giả tạo. Cái chết nó có thể đến bất cứ lúc nào không báo trước. Mạng sống thì ngắn thì không chắc chắn, còn cái chết thì nó rất là chắc chắn. Và cứ tưởng niệm như thế, chắc chắn ta sẽ chết như vậy, thì mình sẽ sống rất ung dung, rất tự tại, rất vô nhiễm, ít phiền não, ít tham sân si, ít cầu cạnh, ít mong cầu, ít có tham ái, ít có chấp thủ, sống thản nhiên tự tại. Một cái người thường tưởng niệm sự chết ấy, vị ấy tự tại như một bậc A-la-hán, một bậc A-la-hán. Vì luôn luôn thấy cái tính sinh diệt, cho nên vị ấy rất tự tại. Thì một cái người luôn luôn niệm sự chết, vị ấy cũng tự tại, an nhiên giữa cuộc đời. Niệm sự chết rất là nợi nảy. Dạ, các câu hỏi còn lại con xin dời lại bữa sau ạ. Nói mọi người hồi hướng. Idame punyam Asawa khazam vaham hotu idame punyam nibbanasa panchajo hotu mama punya pagam sabasatanam pachemi tesabe medamam punya pagam Napantu, phước lành này của con nguyện đoạn trừ các nậu hoặc trầm luôn. Phước lành tu tập của con nguyện làm duyên chứng ngộ Niết Bàn. Phước lành này của con xin chia đều đến tất cả chúng sinh. Mong cho tất cả hãy thọ nhận
phần phước ấy được đều nhau. Sa-du, sa-du, sa-du.